Khi sàn đấu ngôi sao chào đón Giáng sinh về với hai đội chơi đáng yêu, Vũ Công Phạm Lịch, ca sĩ Đỗ Phú Quý, ca sĩ Annie Duy Ngọc, những ca khúc quen thuộc là mọi người phải ngân nga theo. Giáng sinh á, về mùa đông á, thì chúng ta có một cái kỷ niệm gì đó là đáng nhớ không? Dạ, xin nhường em, xin nhường em. Chúng ta lật ngược tình thế bất ngờ. Nếu như được quyền trả lời, các bạn lựa chọn phương án gì? Em sẽ lựa chọn phương án không trả lời. Trời, để bảo toàn số điểm và để đừng có bị lộ ra là mình không biết á. Đón xem sàn đấu ngôi sao phát sóng vào lúc 19:15 thứ bảy, ngày 25 tháng 12 năm 2021 trên VTV9.